Không biết hôm nay anh Vinh qua clip gì mà kêu tụi mình toàn mặc đồ ngắn không à. Thôi chết rồi. Bữa nay anh kêu mặc quần cục, có khi nào quay clip mò cua bắt ốc nữa không vậy? Đúng rồi mình ơi, thường mặc đồ ngắn vậy nè. Một á là quay clip về mò cua bắt ốc, hai á là quay clip về trò chơi đó. Thôi đi đi cổng đi, chào nè. Trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình quay clip sinh tồn phải không anh? Clip sinh tồn mới bữa quay rồi, hôm nay quay gì nữa trời? Hôm nay chỉ quay clip trò chơi thôi. Hôm nay mình quay clip trò chơi con mực tập 5 đúng không? Trời đất ơi, trò chơi con mực nó qua trên cả năm nay rồi. Bây giờ làm lại ai đâu mà coi. Hoàng IQ 200, anh có cao kiến gì không hả? Bây giờ mà anh muốn làm lại trend á thì anh phải ra mấy cái series mới như là series trò chơi con chó hoặc là series trò chơi con chuột chẳng hạn. Vậy mới thu hút được nhiều người coi. Cái tên trò chơi gì đâu mà nghe bần quá vậy? Anh Vinh, anh kiếm đâu ra nhiều trò chơi tới nỗi quay hết clip này clip khác mà mỗi clip anh tổ chức tới mấy trò luôn vậy? Phải nghiên cứu trên YouTube, nghiên cứu trên TikTok chứ. Thường mấy cái clip trò chơi là có phần thưởng. Vậy hôm nay anh thưởng cho bọn em cái gì vậy? Sữa côn. Yeah. Chơi trò gì anh? Ăn nho bằng chân. Thôi, tao đi rửa chân cho sạch đây. Giới thiệu với mọi người, đây chính là trò chơi đầu tiên, ăn nho bằng chân. Thì ở đây mấy em thấy có những cái đùm nho được treo lòng thòng không? Đấy. Thì bên cạnh đó có một cái khoen, đây nè cái khoen nè. À Đại, đi đây móc cái khoen này vào ngón chân trái của em đi. Đấy. Móc vô. Rồi sau đó em sẽ điều khiển cái chân của em độ cao nó như thế nào để cho cái nho ở đây nó ngang ngang với cái miệng của em để em ăn cho nó dễ. Mà mình được vịnh không anh? Được vịnh một tay. Yeah. Lưu ý nha. 30 giây mấy em bắt buộc phải ăn xong hết cái số lượng nho này nha. Dạ. Còn nếu mà sau 30 giây coi như là em lội, là coi như vòng 2, vòng 3 em không được chơi nữa. Đó. Để ý nè, thì mỗi đùm nho sẽ có 7 quả nha các bạn. Nhớ ăn thoải mái, không cần mỗi lần ăn phải ăn một trái đâu. Cái họng nào bự cứ ăn cái hết luôn cũng được. Ai chơi đầu tiên? Em chơi đầu tiên cho. Đây ba bạn này chơi đầu tiên đi. Rồi vô vị trí đi. Mình chỗ này nha các bạn. Mấy em lưu ý nha, 1 cam, 2 camera, 3 camera. Mấy em không thể nào ăn gian anh được đâu. Nhớ, chỉ vịnh một tay thôi. 1, 2, bắt đầu. Gạo kìa. Rồi Thảo kìa. Ôi Thảo ăn được kìa. Ôi Hùng mới đang xong rồi. Hùng chiến thắng. Thảo ăn hết luôn rồi. Ngáo còn một trái nữa, còn Ngáo kìa. Nhanh lên, chạy nước miếng dữ vậy mày. Ngáo vừa đủ thời gian vượt qua luôn các bạn. Thì mỗi thành viên mà vượt qua được cái vòng ăn nho bằng chân này á thì sẽ được mình tặng cho 2 thẻ vận động. Rất đây. Cảm ơn Trinh. Các bạn chưa tập đủ số lượng thẻ vận động thì sẽ đổi được quà côn nha. Cho mình 1 thẻ thử chị Thảo. Nè ở đây ghi là chưa tập đủ 3 thẻ sẽ đổi được một cái túi bút côn, 6 thẻ sẽ đổi được một cái quà cầm tay. Đúng rồi. Thẻ các bạn đổi được 3 lô Hudi, còn 10 thẻ sẽ đổi được quả bóng phải quen côn. Chính xác. Rồi vòng 2 vô luôn đi. Rồi Dương vô nè, tới An Ngọc luôn đúng không? À đã vô luôn. Rồi gắn nhò vô xong chưa? Dạ rồi anh ơi. Rồi. 1, 2 bắt đầu. Rồi ai đi? Dạ là An Ngọc ơi. Ai đây? Qua coi gì đây? Thằng mập nước tim. Rồi, ủa xong luôn hả? 23 giây à. Ủa bộ trò chơi này nó dễ lắm hay sao mà ở độ này hoàn thành nhanh hơn độ trước nữa trời. Thôi, mỗi bạn 2 thẻ. Từ từ đây. Rồi, 2 thẻ đây đây. Rồi. 2 thẻ rồi. Đâu? Rồi Quang Mập và ai nữa? Em lùn quá à, cái này sao em vô chân tới mà ăn nho. Thánh Tần ơi thì chịu khó dỡ chân cao lên chút xíu đi. Dạ. Rồi. Chơi đi anh ơi, chơi đi. Ăn nhỏ tới không mà mày sung dữ vậy? Chơi đại luôn chứ giờ biết không thắng rồi. Chớ lại, đặt lại cái nè. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2 bắt đầu. Vô luôn. Á Tiên kìa, Á Tiên nó lùn quá các bạn ơi. Gá lên Á Tiên ơi. Á Tiên. Trời ơi, ra một thắng rồi. Gá lên Á Tiên ơi. tờ giấy rồi. Trả lên. Trời ơi, nhỏ này làm tao tức quá. Nhỏ này còn hai trái nữa nè. Hai trái nữa. Trời. Từ từ. Hết thời gian rồi. Hơn 30 giây rồi. Chia buồn giá tiền nha. Làm gì gấp vậy? Đây nè, lấy đi. Rồi. Dòng này chỉ có một mình Á Tiên bị loại thôi. Vậy tính ra team mình còn 2, 4, 6, 8 thành viên. Bước sang vòng 2 nhảy bao bố theo đội. Yeah. Ở đây chúng ta có 2 cái lu sữa. Thì nhiệm vụ mấy em là đeo mấy cái bao này vô người. Rồi sau đó nhảy lòng vòng qua mấy cái lu này nè. Vậy nè. Rồi chạy về cái bức ở đằng kia. Rồi sau đó chạm tay vào bạn thì bạn đó mới được phép nhảy lên trên này tiếp, hiểu chưa? Dạ. Mình nhảy tiếp sức mà mình phải chạm tay bạn nha. Dạ. Rồi chia bộ nhau đi. Quên. Ở đây là mình có 4 lá bài màu đỏ và 4 lá bài màu đen nha các bạn. Bạn nào bốc thăm trúng lá màu đỏ thì cùng về một đội. Dạ. Bạn nào bốc trúng lá bài màu đen thì cùng về một đội. Thì đội nào mà nhảy bao bố hết các thành viên sớm nhất thì đội đó chiến thắng. Phần thưởng mỗi thành viên sẽ được nhận 1 thùng sữa tươi và 1 quả bóng phản quang. Yeah. Phần thưởng lần này rất lớn, mấy em phải cố gắng hết sức nha. Yeah. Rồi rút lá bài đi. Khoan khoan, xào lên cái đã các bạn. Để thôi bạn nói mình ăn gian này kia. Đó. Rồi từng bạn lên đây rút đi. Em trước cho. Rồi rút đi rút đi. Rút lại màu đen. Đó. Đó chung một đội đen chung một đội. Rồi. Bỏ dép ra nha mấy em. Kéo cái tôi vú luôn á anh. Sao mày lùng dữ vậy? Rồi giờ chơi không? Dạ chơi, nhưng mà từ từ đợi em cái. Gì nữa? Đeo kính vô cho nó có phong cách. Rồi em nhảy trước ra anh. Ưu tiên mấy thằng lùng với bà già chơi trước đi nha em ơi. Rồi đứng ở đây đi. Em sang trẻ em đến cái đằng kia giùm anh cái Á Tiên. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Bên kia có con mập mà Dương mặc áo đen sầu tháng. Lấy sữa đi. Anh ơi. Em lấy sô la luôn bạn nha. Ok, rồi. Mỗi bạn qua bên đây lấy 1 quả bóng luôn đây nè. Đây nè. 1. Em vô này. 2. 3. Rồi. 4. Cảm ơn em. 4 bạn thua thì giờ vòng 3 này sẽ không được tham gia tiếp nha các bạn. Rồi, những bạn chiến thắng là tính ra còn có 4 bạn à. Sẽ bước vào vòng cuối cùng, trò chơi mang tên Ô Cửa Tử Thần. Cái trò chơi nào mà anh Vinh gắn thêm 2 chữ tử thần ở đằng sau là thấy không ổn rồi đó. Chính là trò chơi cuối cùng trong thử thách ngày hôm nay, Ô Cửa Tử Thần. 2 bạn vô trong này dịnh cái ô cửa đó đây. Dạ. Ví dụ Á Tiên lên trên này đứng trên cục gạch. Rồi Á Tiên nhìn cho kỹ đi, tạo dáng chưa? Rồi quay lưng lại. Quay lưng lại. Rồi đẩy đây, đẩy đây. Đẩy. Rồi, tức là nếu mà tư thế của Á Tiên không đúng thì sẽ không thể nào lọt qua được cái ô cửa đó, thì Á Tiên sẽ bị văng xuống dưới cái hồ này, thì khi đó bạn nó sẽ bị lỗi. Có chưa? Rồi 4 bạn vòng 2 chiến thắng đâu? 4 bạn. Ai chơi đầu tiên? Hồn vô trong này đi. Rồi lên trên này đứng ở trên đó đi. Khoan. Em canh hướng. Rồi quay lưng lại. Em quay cái lưng lại chưa? Quay lưng lại đi. Không có cho nhìn thấy. Từ từ. Rồi đẩy đây. Mạng đi cho sớm. Rồi đứng ở trên đó đây. Rồi cho canh đi. Canh hương trước cái đã, nghe chưa? Rồi đẩy đi. Đẩy. Nó bị cắn cái đầu chút xíu rồi các bạn ơi. Rồi nháo vô cho nó đi. Em á phải khòm khòm thấp xuống hiểu không? Cái đầu gì đâu đứng trỏng lên vậy dướng phải rồi. Rồi khoan từ từ để nháo nó cam. Rồi. Đấy mạnh lên. Ra nhau ơi. Thôi thua là thua, khỏi nó nhiều. Tiếp theo. Tới em. Tới ai Ngọc vô đi. Ai Ngọc nhắm coi, tỷ lệ chiến thắng của em vòng này là mấy phần trăm hả? Vào khoảng 20% à. Trời gì thấp như vậy. Thiếu tự tin quá. Từ từ. Canh cho kỹ nào. Vậy là tính ra đâu có mình Ai Ngọc chiến thắng là các bạn vượt qua được các bạn ơi. Đó là rồi chứ không có cớ luôn các bạn ơi. Anh Vinh ơi, mai mốt chơi trò này anh mua giùm em cái cọng dây buộc vô nhìn cho nó đẹp, chứ anh buộc em về nhìn giống đoạn bánh tét quá à. Thằng ơi buộc được vậy là may lắm rồi đó đại ca. Em có 20 giây để mà vô trong này lấy số lượng sữa ở đây, lấy được bao nhiêu thì đó chính là cái phần thưởng của em. Trời đã vậy. Hồi nãy cái hồ này ai bơm vậy? Anh đã. Em bơm sao mà cái đầu với cái đuôi của nó đều cúp vô trong hết vậy hả? Hồi nãy lo bơm không mà đâu có để ý. Này nó dụng quá các bạn ơi. Rồi chuẩn bị. Rồi, chuẩn bị. Kéo lên. Vô. Kéo lên. Thả xuống. 20 giây bắt đầu. Rồi gom sữa đi. Gom sữa đi. Rồi. Vô luôn rồi các bạn ơi. Thả xương vận động sẽ đổi được một đôi giày Batin con. Chúc mừng các bạn. Thằng ơi nó gì? Thế đặc biệt đó hả? Thế đặc biệt đổi được iPad Gen 9 rồi các bạn. Cầm đi nữa đổi rồi. Qua trò chơi này tính ra ngày hôm nay là Ai Ngọc nó vô tủ luôn rồi các bạn. Rồi chúc mừng Ai Ngọc cái đi mấy em ơi. Rồi thì nếu các bạn thích cái clip này hãy thực hiện là thao tác cũ để ủng hộ tinh thần cho team mình nha. Làm gì mấy em? Đăng ký kênh, like, chuông. Rồi bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo.